người đi bộ đường dài được giải cứu khỏi khe núi sau 10 ngày mắc kẹt. Một người đàn ông 54 tuổi họ Trang đã rơi xuống khe núi sâu khi đi bộ trên đường mòn Phăng Hoáng San ở miền Trung Đài Loan, khiến ông bị mắc kẹt ở đó trong 10 ngày rồi mới được giải cứu. Sở cứu hỏa Nam Đầu cho biết, người đàn ông bắt đầu đi bộ một mình vào ngày 12 tháng 4, sau đó không may bị rơi xuống khe núi cao 10 mét. Vì bị thương ở chân nên anh ấy không thể đi lại, và cũng không có điện thoại di động bên mình để liên lạc với bạn bè hoặc gia đình. Anh Trang trước kia từng là một thợ sửa ống nước, vì vậy anh đã cố gắng tìm địa điểm nơi người dân đặt ống nước PVC ở dưới suối để dẫn nước ngọt về làng. May mắn là anh có mang theo một con dao, nên anh đã cắt các đường ống và nhét lá vào, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho ngôi làng ở hạ lưu. Kế hoạch của anh ấy diễn ra như mong đợi, vì không có nước nên người dân trong làng đã cử một nhóm người lên núi để kiểm tra. Sau khi lần theo đường ống, họ đã tìm thấy anh Trang và thông báo cho cơ quan chức năng. Tổng cộng 21 lính cứu hỏa, cảnh sát và tình nguyện viên đã được điều động đến để giải cứu anh Trang vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 4. Mặc dù bàn chân phải và hông trái bị thương, nhưng anh Trang vẫn còn tỉnh táo và các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Anh ta được đưa ra khỏi khe núi bằng cáng và đưa đến bệnh viện. Sở cứu hỏa Nam Đầu đã nhắc nhở người dân về sự nguy hiểm của việc đi bộ đường dài trên núi và khuyên họ nên đi theo nhóm. Họ cũng cảnh báo những người đi bộ đường dài mang theo các thiết bị sinh tồn như đèn pha, quần áo ấm, áo mưa, thiết bị liên lạc, thực phẩm và nước uống. Nếu gặp vấn đề, hãy gọi số 119 hoặc 112, tin tức sẽ được cập nhật liên tục. Bạn hãy theo dõi Xin Chào Tôi ở Đài Loan để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhé!